Đây là đầu đường vô nhà của chị Nga, là ở tổ dân dân tự quản số 4, ấp Tân Hòa, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri. Đường vô nhà thờ của Tân Xuân luôn nha các bạn. Đầu đường bên đây là có cái tiệm tạp hóa nè. Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Sáng hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch nha các bạn. Thì Vũ đang đi qua đây là ở ấp Tân Hòa, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay Vũ qua đây là qua nhà của chị Nga. Thì chị Nga hoàn cảnh rất khó khăn, thì Vũ quay cái video để nhờ cô chú anh chị mạnh thường quân gần xa, trong nước và ngoài nước, đó là xem xét giúp đỡ giùm chị Nga. Thì chị Nga là hàng ngày là đi bán vé số, là nuôi hai đứa con, còn chồng chỉ là ly dị rồi, hai vợ chồng thôi nhau rồi. Thì một đứa là học lớp 12, một đứa là học lớp 4. Chị Nga ở đây là ở nhà tình thương. Thì hàng ngày chỉ đi bán vé số mà đi xe đạp các bạn, rất là tội nghiệp luôn. Đạp xe đạp từ đây mà qua bên Bình Đại để mà bán vé số đó các bạn. Giờ Vũ kính mời cô chú anh chị và các bạn vô thăm gia đình chị Nga nha. Còn giờ khoảng 7:30 sáng nha các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Em chào chị Nga nha. Dạ. Ở nhà tình thương này cất lâu chưa chị Nga? Dạ cũng từ lúc thôi chồng đứa nhỏ sanh lắm mới có ha 2 tuổi là thôi là về đây ở cũng mấy năm rồi ạ. Dạ. Mới đầu thì có cái nhà lá, mấy ông tôn tổ luôn ấp cho cái nhà lá cột tre, rồi từ từ mấy ông mới xin làm giấy xin trả nó mới cho được cái Dạ, nhà này. cho được nhà tình thương ha. Dạ Dạ. nhưng mà giờ cái nhà tắm sao nó cũng bể tiêu thôi. Dạ. Em hỏi chị Nga năm nay nhiêu tuổi chị Nga? Năm nay 50 tuổi. 50 tuổi ha. Dạ. Dạ. Rồi chị có 2 người con hả? Dạ thôi chồng la thì thằng trai bỏ tảnh, Dạ. còn đứa con gái lớn này nó có chồng nó ở bên chồng nó luôn rồi, còn hiện tại giờ ở đây 2 đứa. À, hiện tại đây là nuôi 2 đứa. Dạ Rồi đứa lớn là học lớp 12. đứa lớn học lớp 12 nó làm sao á? Dạ, còn đứa nhỏ là lớp 4 hay lớp 5? Lớp 5 nói con. À, lớp 5 hả? Ờ, con. Rồi hàng ngày vậy chị đi bán vé số vậy nuôi 2 đứa nổi không? Lâu lâu cũng thiếu hụt hoài à. Với lại lâu lâu cũng được người ta cho anh chục gạo, 20 gạo mừng dữ lắm. Dạ. Hỏi là một ngày chị bán bao nhiêu tờ vé số chị Nga? Cũng như lấy bên đây thì 100 vé, lại bán hết 100 vé đó mới ba dắt tối bán tới khuya hết 100 vé đó, lại mới lấy bên mình đại 150 nữa, Dạ. lại mượn ở bển, thầm mượn người quen bển bù vô. Dạ. Còn tiền đang mượn đang bán đây là cũng mượn của người ta. Mình mượn vốn hả chị? Dạ mượn bên ngoài á, mượn góp bên ngoài. Mượn góp bán rồi đóng tiền góp cho người ta. Dạ tới tháng góp. Dạ. Tại vì chủ số không có chủ nào cho thiếu hết trơn. Có 30 vé cũng không cho thiếu nữa. Dạ. Nói chung bữa hổm dành dụm được số vốn rồi bị gạt mất hết rồi, giờ không có Dạ. tiền. Dạ. Là bị gạt là bữa 30 Tết. 30 Tết hả? Nhớ Dạ. bữa hăm mấy Tết là em gặp chị em cho gạo ha. Dạ. À, bữa bữa đó con bé con nhớ chú không? À, bé Bữa này nè, bữa đi với đó mẹ đi bán vé số nè. mà bữa đó cậu biết không, tôi đem cơm theo ăn, đem nước theo uống, Dạ. đi khúc cái đói bụng cái ngồi xuống ăn, thậm chí người đi đường người ta quay ta theo tội nghiệp người ta quay lại người ta còn mua giùm á, mà Dạ. lên tới cầu sắt 2 đường đưa lên chợ Bình Thới mà vô hẻm á, Dạ. cái bị cái chị đó tung tung người cũng mập mạp à, Dạ. hỏi sao ở đâu qua đây bán số, nói bên Tân Sơn á, chị chợ dắt em về nhà em cô hoàn cảnh giúp đỡ cho, cái gửi chiếc xe đạp bạn á, rồi cái dắt về đây nó lường gạt mà chị tôi ngồi cũng xuống đó không đi, biết. hơi đầu đứng Dạ ngồi xuống đó đi, con nó gái lấy, lấy ghế ngồi luôn. À, con ngồi dạ đó cũng được. nó lấy dành, nó nói cậu Vũ camera biểu tôi tới trước ngày hôm bữa đó cậu Vũ, bữa hổm chị được người ta cho gạo rồi tôi thấy, thì cậu vừa tôi điện cậu Vũ camera tới giúp đỡ cho chị,
cái nó về nó nói con giờ con chị đi mà, đi mua cái bao thơ đi, tôi gửi cho 5 triệu giúp đỡ chị, còn chị đi mua mượn xe đạp đi, đặng tôi điện Vũ camera rồi nó lấy giấy danh cậu Vũ á. Dạ. Cái nó chở tôi qua cái xăng, đổ cái xăng bển, nó lấy tiền lấy vàng hết rồi mà tôi không biết, tại lúc đó tôi đi dành được 5 tờ số, tung tờ 10 triệu, 5 tờ được 50 triệu. Tôi mới nói cái sau này con ra đại học thì học thành phố tốn tiền lắm, cho nên ăn với ăn ngủ như muốn để dành mua để cất vô. Với tiền bán dành dụm được 6 triệu bỏ túi quần ốc nóc này nè. Nó thấy tiền lẻ, tại tiền lẻ có cho nên thấy nhiều. Chị thay cái quần màu, mặc quần đen đi chụp hình màu, chụp hình không tiện. Cái tôi ngu cũng ngu, nó không hiểu sao nó nói gì tôi cũng nghe nè. Bỏ quần tiền đây nè. Đâu còn ai ở nhà đâu. Cái nó chở tôi qua cái xăng, nó đổ xăng chở tôi lại buổi túc bên đây nè. Đằng kia nó bỏ nửa tiếng nữa cho cậu Vũ camera tới giúp đỡ chị. Giờ em đi đón, cậu Vũ nó không biết đường đi. Tôi đứng đợi cả nửa tiếng hồ, cả tiếng hồ không thấy tới lại. Lật đặt chạy băng của mã chạy về thợ tới nhà muốn xỉu, dở cái quần lên không còn một cắt nữa. Tôi buồn quá, tôi lấy lý làm tôi gạch tay con đi kịp chụp lại không kịp tôi chết rồi. Mà con biết không, đi dành lắm, lâu lắm á. Mà Túng, nói chung ông bà cũng thương, cho Túng được 5 tờ, muốn tờ 10 triệu, coi như vừa mắt trắng hết luôn. Dạ, để dành đặng cho con đi học. Dạ. Tại vì tôi đi bán nghe tao nói sao này con ra trường á, học thành phố lớp nào tốn tiền nhà, lớp nào tốn tiền học phí, tiền ăn, tùm lum tiền hết trơn á. Cho nên tôi bán ăn dám uống, ăn dám ăn uống dám uống. Rồi bữa đó cậu biết không, từ 30 Tết tới mùng 7 Tết tôi không biết buồn ngủ, không biết đói bụng ra sao. Trời ơi ác gì mà mới em mới gặp chị là bữa hăm mấy Tết em cho gạo chị. Dạ. Là 30 là nó lừa rồi. Dạ. Mà cái tôi đi bán vô chợ Thành Trị, chợ Bình Lộc á, tôi nghe người ta kể, người ta nói trời bữa hổm con cũng có con nhỏ kia nó cũng lừa cậu, giờ nó lừa chị, giờ chị tình trạng giống y vậy. Sẵn đây hả cậu quay cho tôi xin nói luôn. Dạ. Xin nhắn lại mấy chị mà bán cái số quá có hoàn cảnh nghèo như tôi á, đừng nên bị người ta lừa, đừng hãy cảnh giác, đừng nên giống như tôi rồi mất thắng khổ lắm. Dạ. Như bữa nay cũng hơi là tôi gặp cậu Vũ camera, tôi mới biết từ đây sau tôi có số điện thoại của cậu rồi, có gì nè ai gạt thì tôi điện cậu tôi hỏi có. Dạ. Hay không. Với không dám như vậy nữa. Sẵn cái clip này Vũ cũng nhắn bà con luôn. Dạ. Là chị làm từ thiện bên đây giúp đỡ thì chỉ có một mình Vũ thôi. Dạ. Chứ không có ai hết. Để bà con mà nghe lời là nói Vũ Vũ đi rồi cái lời tin tưởng rồi bị lừa là Vũ giúp, thì Vũ chỉ có một mình Vũ đến tới nhà thôi chứ còn ngoài ra không có cái người nào hết. Dạ. Bà con nên nhớ. Mà trong những mấy ngày đó tôi đi bán mà tôi bán tôi giống như mất hồn mà tôi thối tiền lộn cho người ta hoài. Cũng hơn tôi thối bán cho mấy người mối tốt bụng không người ta tả lại. Còn nhiều khúc tôi đi tôi mang vỏ mà tôi quên kéo lại nữa. Cái có cái cậu kia nói con này mà mất tiền lần nữa là nó khùng luôn à. Dạ trời ơi vậy chứ tiền bạc đã để dành cho con học mà giờ tự nhiên mất trắng hết mà không. Dạ. Sao mà chịu được. Cái tôi nói bụng sao này chắc một lòng chắc phải cho hai đứa con nghỉ quá giờ chứ giờ hết tiền lấy vốn rồi cũng hết tiền. Dạ. Thôi cho nó. Chị ở đây là cũng diện hộ nghèo. Dạ. Thì học phí thì hai bé học rồi chắc là miễn phí rồi ha. Dạ hai được miễn phí học. Dạ miễn phí học mình chỉ tốn cặp vở với. Dạ. Quần áo thôi. Dạ. Cho nên hôm nay á có lúc buồn không ăn đi bán đem cơm theo bữa có bữa bán ấy rồi chạy liếc cơm thiêu đổ cơm luôn về tới nhà ực ca nước rồi tới tối mới ăn cơm. À, đi rồi đem cơm theo hả chị? Dạ đem cơm thôi ăn đem nước thôi uống. Dạ rồi chị bán ở đây mấy giờ là chị mới qua Bình Đại hay là sáng là đi qua Bình Đại? 4:30 rồi tranh thủ đi. Dạ 4:30 là qua Bình Đại rồi. Dạ. Dạ có bữa bán lúc với còn yêu á mà cậu biết còn yêu không? Trời ơi thôi. Dạ xa quá trời. Dạ. Luôn. Có bữa không hiểu sao tôi đang chạy cái tôi té mà tước cái lúc mà bị gạt á tôi té ăn keo từ dốc cầu lăn xuống từ cầu lăn xuống đất á. Dạ. Tại vì đang chạy cái đội nón lá nó ụp xuống á cái không thấy đường cái nó, tôi chạy lặng lặng xong rồi cũng hên té vô mé cầu chứ mới té vô đường ta tại hên là lúc đó chưa có chiếc xe nào tới với chẳng mới tới chắc chết luôn. Dạ. Từ đó tới nay cậu biết không tôi ngồi tôi buồn đi bán thôi tới lúc nghỉ mệt cứ ngồi đó muốn rớt buồn chứ như vậy chứ trời ơi. Dạ. Giờ số tiền để dành dụm cho con học mà giờ bị lừa lấy hết trơn rồi. Cho nên hôm nay mỗi lần lấy số về cứ nhìn cái số tôi nó bụng giấy ông bà thương cho con bán cho người ta túng đi người ta túng độc đắc liền người ta cho con lại cái vốn đừng lấy giá bán. Dạ. Bữa nào cũng nói vậy đó. Dạ. Con gái lên đây ngồi chơi con. Lên lên mẹ biểu chút con. Con bé nhỏ này là tên gì em quên rồi chị. Nhỏ này tên Cẩm Hường. Còn Cẩm đứa Hường. Lớn thì Nguyễn Thị Cẩm Nên. Ê Nguyễn Thị Nên. Nên. Dạ. Lên liền đi con. Thì đến liền đi, cậu mất công chuyện, cậu còn đi giúp người khác nữa không? Ừ.
Mà hôm nay bán rồi kêu phải bà lấy từ bên đây bán hết, tối bà tranh thủ bán hết bên đây mới lấy với anh bạn. Nói đi con. Có vốn lấy. Bà con tin nên hả? Tin nên. Con học giỏi không con? Dạ. À. Thì con năm nay hết lớp 12 rồi, con có chọn ngành nào để con vô đại học không? Dạ, con đang nhắm ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng. À. Dạ. Đây con học xa không? Dạ, từ nhà tới trường thì tầm 5-6 cây. À, đây con đi bằng xe đạp hay sao? Dạ, xe đạp điện. À. Phải chị có chiếc xe đạp điện để cho con đi học chứ phải chị đi lấy chiếc xe đạp điện này chị đi bán vé số cũng đỡ đạp ha. Chiếc xe này cũng mượn tiền mua xe cũ người ta. Rồi. Xe này nó cũng gãi giò đạp, gãi chống ha. Dạ. Ủa dây sơn đồ không có luôn, cái này mà hết bình là hết đại hết đi luôn nè. Dạ. Gãi cái giò đạp rồi. Ngày hôm qua lấy ít lại đằng sáng nhờ người ta chở về sớm. Còn dạ. Cũng còn hai mấy vé chút đi đi bầu cử đằng năn nỉ thôi luôn. Dạ. Tại vì em phải hẹn chị chứ chị nói là từ hợp chị bệnh chị mới nghỉ thôi, còn ấy là đi không có ngày nào nghỉ hết mà. Dạ. Thì em qua đây cũng đâu có gặp chị đâu. Dạ. Thì sẵn hôm nay chủ nhật đi qua là có hai bé ở nhà luôn chứ. Dạ. Nếu mà mấy ngày nó đi học rồi đâu có gặp. Dạ. Còn bé nhỏ học gần đây không chị? Dạ, con học ở trên cây Gia Đôi chứ. Ờ. Thì con đi bằng gì? Dạ, con đi bằng xe đạp. À, đi bằng xe đạp. Vậy là rồi chị là ưu tiên đi xe đạp điện thôi. Ừ. Mà giờ mất tấn thì chắc phải cho nó nghỉ quá, không còn gì để lo. Hôm giờ thì chị cũng ráng đi thì để em cũng nhờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thì gần xa thì xem xét rồi giúp đỡ, hỗ trợ cho bé phụ tiền đi học. Chứ giờ chị cho nghỉ gì, giờ đã tới... như lớp 12 rồi. Dạ. Giờ cũng nửa học kỳ rồi phải không con? Dạ. Nửa học kỳ 2 rồi. Dạ. Hổm hổm là cố tình đi dành cho con mà giờ mất hết trơn rồi. Thậm chí về từng vé đi lấy cũng có, nó mất con rớt người ta. Vậy chị có... không có báo công an nhưng mà chị đâu có nhớ cái người đó phải không? Dạ, báo công an mà công an hỏi biết bản số xe không, biết mặt không, nói không, cái công an nó hơi thua rồi. Dạ, nhưng mà chị theo có giờ nếu mà gặp lại chị có biết người đó không? Gặp lại con nhớ không con? Vô nhà đây có mang khẩu trang không chị? Dạ có mang, không có lột ra. Mà đi mấy người? Đi một mình rồi. Một mình mà chở chị từ Bình Đại về bên đây? Dạ chở cầu sắt 2 chở về tới đây. Từ cầu sắt 2 chở về đây? Dạ. Dạ. Bữa đó bán không hết vé, còn ế lợi nó mấy chục vé luôn. Trời ơi, vậy mà nó lừa được ta ơi. Là còn tiền dĩ dàng thì lấy hết, chứ còn vé số ấy lại thôi à. Dạ. Cũng như tiền chị dành dụm rồi chị cất đó, sao nó biết mà lấy? Đem theo hả? Đem theo là nó mua hai tờ số, móc lột vô nó thấy á. Tại nhà không có chỗ gì để hết trơn. À. Tính để dành dụm với lại cái nhẫn nó rằng sau này cho con, nghe nói con học ở trường, lên phố học tốn tiền dữ lắm. Tại đi bán cái số nghe ta nói vậy đó. À, vậy mà nó lừa nó lấy được ta. Dạ. Chị kia chị nói tôi cũng có đứa gái cũng ra trường lên phố học, giờ đang chi tiền nặng dữ lắm. Dạ đúng rồi. Cho nên nghe nói gì mới để dành dụm. Dạ. Bữa hổm nằm khóc không, kiểu này chắc bỏ con, chắc chết đói quá. Dạ. Mà bà cụ là bà ngoại hả? Bà ngoại. Bà ngoại nói ở gần bà ngoại để mấy cái bịch lại đừng đi bán số mà đựng nước đưa uống con. Bà ngoại ở gần đây không chị? Gần, bà bên bển á. Dạ. Kêu bà ngoại vô con. Thôi được rồi, để bà ngoại đang đi về bển hay gì. Dạ. Rồi đất này là đất của bà ngoại cho hả? Đất của bà ngoại cho. Hồi đó thôi chồng, hồi đó có chồng rồi đi. Dạ. Thì thôi chồng rồi về đây bà ngoại cho. Dạ. Rồi nhà nước hay là Mạnh Thường Quân gì mới đóng góp cất cho nhà tình thương. Dạ. Dạ. Cũng như ở đây làm đơn xin ở trên kia. Dạ. Thì tên kia mới cho về thì... mấy ổng mới động viên cất cái nhà này. Rồi bà ngoại cho cái nền nhà này không cho con công đất nữa phải không? Dạ. Mà công đất là hỏi thăm công là cũng... Công đất giờ hôm hổm mình làm đơn lấy lại được rồi, mới cho mướn được năm à.
Dạ. Mà năm năm là có 1,8 triệu mà cái mấy con hư cái bệnh đó, hôm đó mới thay cái bệnh. Dạ. Còn cái nền nhà này cũng nói chung ở giống như là ở tạm thôi, sau này bị lấy lợi. Dạ. Vậy là chỉ được công đất đó thôi. Dạ. Vô đây ngồi đi con. Thì hôm nay đi bán mà buồn muốn khóc luôn à. Dạ. Buồn chứ bây giờ mất trắng hết trơn à, không dạ. Buồn sao được. Thì tới hai đứa nhỏ đi học nữa, nó bụng chắc phải cho hai nghỉ chứ không có tiền lo rồi. Dạ. Đáng học chứ giờ bé nó học cũng giỏi mà. Dạ. Còn bé nhỏ nữa, con mơ ước con làm nghề gì? Dạ con chưa biết nữa. Chưa biết hả? Dạ. Con cũng học giỏi hả? Dạ con cũng học khá. Ừ. Thì mẹ đi bán vậy rồi hai chị em ở nhà nấu cơm ăn rồi đi học. Dạ. Ai nấu cơm, con nấu cơm hả chị? Dạ nó nấu cơm như vậy nó có ăn. À. Em ở nhà nấu cơm. Dạ. Xong rồi về chị nấu đồ ăn. Để con đi học về rồi con ghé chợ con mua đồ ăn luôn hay sao? Dạ. À. Còn chị Nga đi về chắc tới tối luôn hả? Tới tối mới về. Về là đi tới khuya mới về nữa. À, về từ Bình Đại về bên đây. Dạ. Thì đây chạy qua bên này Bình Đại tiếp. Rồi. Nói chung là đi suốt, đi lấy cho đủ chững vé rằng vừa có tiền lo cho con vừa có tiền góp cho người ta nữa. Dạ. Tại thì chị mượn tiền góp là bao nhiêu tiền? Đang mượn người ta 2 triệu mấy mà một tháng thì là lợi 100 ngàn. 2 triệu mấy chị? 2,5 triệu. 2,5 triệu. Dạ. Là một tháng là phải đóng người ta nhiêu? Một triệu là đóng lợi 100 ngàn. À, vậy là đóng phải 200 mấy. Dạ. Là mới hôm bị người ta lừa đây Mỹ mượn tiền bán chứ hồi lúc trước thì có vốn phải không? Dạ có vốn sẵn rồi. Tại hôm đó ông bà cũng thương cho được túng được 5 tờ số, mỗi tờ 10 triệu quá. Dạ. Mà đi dành dụm mà giờ bị mất hết rồi. Là bữa đó chị chừa lại hay là lúc hay là bán ấy? Lúc đó là đi bán. Để không hiểu sao cầm năm mượn nguyên một sấp 11 tờ, lúc đó 11 tờ à. Cái nó bụng sao bữa nay mình có cảm giác cái số này quá. Nghe ngắt vừa lại 5 tờ. Rồi. Đi bán và chiều lấy về cũng nhìn hoài, sáng đi bán cũng nhìn hoài, dạ. Trưa cũng nhìn hoài cái thấy vậy. Chừa nguyên lốc cái hồi nó hồi ngắt là bớt 6 tờ lại chừa lại 5 tờ thôi. Dạ, chắc ông bà thấy chị cũng thương á thành ra cho chị trúng để đỡ. Dạ. Có lần cũng cảm giác chừa lại 5 tờ chiều vô được 500 ngàn. Dạ. Vậy cũng mừng hả chị? Dạ, là mà lâu lắm mấy năm mới cảm giác một lần. Dạ. Tự nhiên cũng như đi bán cái mắt lấy số ra nhìn hoài à. Dạ. Là để dành dụm được mừng ghê luôn, cái giờ cũng như không à. Không dám ăn, dám uống. Dạ. Khuya là lo thức dậy sớm, nấu cơm ăn với châm tà, xách ca tà đá đi. Dạ. Chứ ăn bên quán ngoài thì mắc lắm. Với lại ăn nếu mà ăn bên quán đủ sức của mình thì con nó không có. Dạ. Với lại bán không có nhiều, với lại bị, lâu lâu bị mắc hoài à. Mắc là sao mắc vậy? Người ta lấy lộn á. Người ta, thí dụ người ta nói 5 tờ, người ta lấy... Trong đó 7 tờ, 8 tờ. 5 tờ mà 7, 8 tờ vậy, thành dạ. Ra có bị mắc. Có một lần tôi bán cái hai vợ chồng đi tới, nó mua số chị. Thấy nó dịch dịch. Cái nó không lấy trên tức mặt mình, nó chen sau lưng chồng, nó lấy cái người khác đi tới. Cái người khác kêu đưa số, cái mượn số giò, cái đưa số người này coi. Cái đây nó lúc nó không biết sao, nó lấy hay quá, nó lấy là 3 cặp, mà 3 cặp là 36 tờ. Nó đi rồi, kiểm lại mất. Cái buồn muốn khóc, cái ra cảng cá ngoài chợ Bình Châu á. Cảng cảng cá bên Bình Châu, Bình Đại á. Thang với bà đó, mà lúc đó còn cho vô, bây giờ hết cho vô. Mới rớt nó mất với bà, ba mới thấy vậy, bà móc là 6 tờ giấy 50 ngàn bà cho. Mà bà còn dặn vậy nè. Từ đây sau bán số cẩn thận nha. Ta lấy trước mặt mình phải lấy lại mình điếm đàng hoàng chứ giờ ma giáo dữ lắm. Đúng rồi, mấy người đó tham quá chị đã mình dạ. Chị là khó khăn đi bán rồi thay vì giờ lấy mấy tờ rồi, lấy mấy tờ. Tổng cộng là 3 sấp lúc vậy? Đó mới 10 lúc đó còn 11 vé, bây giờ 12 vé là 3 sấp là 33 tờ. Nó khó khăn đi bán cái số mà còn bị lừa đủ thứ hết ta. Dạ. Cho nên nhiều lúc buồn mới rớt nước mắt. Rất tiếc là có hai đứa con chứ không có hai con chắc cũng tự giận chết rồi. Là bữa hổm là bữa đó mất tiền là buồn quá là tự giận hả? Dạ. Con Vũ nó đi muốn liêu đằng ở nhà thắt cổ mà nó không chịu đi. Nó cũng khôn. Thôi bây giờ lỡ rồi thôi chị đừng có buồn nữa. Giờ cố gắng em cũng hy vọng là
Em quay cái video này để cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở gần xa trong nước và ngoài nước xem xét là giúp đỡ, phụ là tiền học, phụ lo với chị. Dạ. Thì chị ráng cố gắng thôi chị, chứ giờ nó đã mất rồi mà chị mà buồn mà chị tự giận vậy nữa thì hai đứa bé này nó khổ nữa đó. Thì ở đây có bà thím mười, bà cũng tốt, bà qua bên này bên đây, mày mà tự giận mày chết, hai đứa con mày ai lo? Đúng rồi, hai đứa con này ai lo? Dạ. Tại đi dành dụm được nhiều lắm, mừng dữ lắm, lâu lắm. Dạ. Với lại nhờ người ta cho túng mới có, cũng không có nữa. Dạ. Mừng hết biết luôn, tính là sao này cho con nó học mà giờ dạ. Mắt trắng rồi. Bữa nó dụ nó đi uống rượu lẫn nhà thắt cổ mà sao nó cũng khôn, nó nhìn nó nói mẹ làm như con mà không biết mẹ tính làm gì, nó không chịu đi. Hai đứa ở nhà nhớ quan sát mẹ con. Dạ. Nhớ để ý. Thì bữa cắt tay hả? Cắt tay mà nay lành rồi. Lấy lấy làm chặn buồn ở lấy lấy làm gạch tay. Thì bé nào phát hiện? Hai nhỏ này với nhỏ này, nhỏ này trước. À. Cái nơi trời, còn nó không bụng trời, sao tôi già đầu mà sao tôi ngu quá. Bởi vậy nó, em có nghĩa là nó đã nắm nó vào, tại bữa em mới gửi, em gặp chị đó. Dạ. Thành ra chị mới tin phải không? Dạ. Chị nói tên em là chị mới tin. Dạ. Tại bữa mới gặp chị với con bé này đi qua bển bán đó. Dạ. nhiều đêm nằm ngủ mà rớt nó mắt, sao người ta được, sao nhìn người ta sung sướng quá, người ta gặp toàn chuyện may, mình nghèo mình gặp khổ quá. Dạ. Còn gặp người ta lừa đủ thứ á. Lừa đủ thứ hết trơn. Dạ. Bữa đó hai đứa con mà không chặn là kịp, chắc cũng dụ nó đi mua bún riêu lẫn nhà thắt cổ mà nó khôn, nó cũng khôn, nó biết nó không chịu đi. Tại đứa dành dụm được nhiêu giờ mắt trắng hơn giờ không còn một cách nữa, thậm chí đi vé mà cũng không có tiền lấy nữa. Dạ. Mắc mượn góp người ta hàng ngày luôn. Tới tháng phải góp cho người ta. Mà cái này là nhờ cậy người năn nỉ mượn giùm, mượn đứng ra chứ người ta cũng không dám tin mình, người ta không dám cho mình mượn. Dạ. Nhờ người đứng ra mượn. Dạ. Dạ. Người lừa sao không lừa mấy người mà người ta giàu, người ta có tiền, còn mấy người người ta khó khăn vậy mà lừa được. Kể cho ông kia ông nghe, ông nói trời bà, ai mà ăn đồng tiền một bà còn hơn đi đốt chùa đốt miễu. Bởi vậy. Thậm có vô lần bán đó đó, thấy mấy người ngồi nghỉ mệt với thừa đất á, ăn cơm, cái thấy mấy cậu kia chạy qua mặc lại cái tờ lại mua giùm. Dạ. Rồi đem cơm theo vậy rồi mình đi bán, khúc nào đói rồi mình ngồi đó mình ăn. Dạ. Dạ. Có bữa bán ế cái lo chạy không cơm thiêu rồi ăn hết được đổ luôn. Quên đói luôn. Dạ, tại bán ế cái lo dạ. Chạy sợ chiều bán không hết, không có tiền tả người ta. Dạ. Thì chị đi đạp xe đạp đi vậy là tối về nó có mệt không? Em thấy chị đi xa quá trời luôn mà. Cũng mệt mà đều ráng. Dạ. Lâu ngày vài tháng cũng đuối mà đều ráng cố gắng. Dạ. Chứ họ nghĩ là tới chừng hết điện là ra hết thì con không có tiền học. Tiền đi học hàng ngày nó ăn uống với xe, nhiều khi xe hư á. Dạ. Với tiền nước đường nói chung tùm lum đang mua này, đường dầu hôi nước mắm gạo đường này kia. Bữa đó cũng mới vừa còn nấu bữa chiều nữa là hết gạo, là gặp cậu cho gạo là mừng ghê luôn á. Dạ. Cái nó bụng tranh thủ bán về là mua gạo nấu mà sao hên gặp cậu cho đó. Dạ. Cũng có cái duyên em gặp chị đó. Dạ. Thấy bé này tội nghiệp mà đi theo mẹ đi bán vé số. Ngày đi học rồi cho nó đi học, còn mấy ngày nó nghỉ rồi chở nó theo. Dạ. Chở nó theo phụ bán chứ thôi bán cũng hết. Dạ, chở theo phụ bán chứ không phải là đi theo chơi. Không. À, đi theo phụ bán. Mấy lúc mà đuối đi không nổi kêu nó vô. Dạ. Nói con vô bán đi, mẹ ngồi mẹ nghỉ mệt chút mà nuổng dạ, mệt. À. Ốm yếu mà thấy chạy xe đạp đi rất là xa luôn. Chạy đi lâu lâu cũng bị nón lá ụp mặt té hoài à. Dạ, gió phải không? Gió. Dạ. Với là nhiều khi đang chạy cái mặt mày say sẩm tới thôi, đâu phải ngừng xe lại ngồi xuống hồi mới đi bán tiếp. Với em thấy chị đi quá đi mà. Dạ. Tại vì bán vé số bán không hết rồi phải chạy. Dạ. Chị đi là về tới đây là mấy giờ tối? 7 giờ, có khi 10 giờ rưỡi. Là về tới đây? Dạ. Là về là nghỉ luôn phải không? Về nghỉ rồi sáng 4 giờ rưỡi thức dậy đi tiếp. Là đi tiếp qua bển? Dạ. Ở bển bán được hơn bên đây hay sao bản chị? Bển bán được hơn bên đây. Với lâu lâu gặp người ta cho đồ ăn, với lại cho cá đồ. Dạ. Với là nhiều lúc ở bển, nhiều khi lúc ế năn nỉ được. Còn bên dạ. Đây ai cũng kẹt, ai cũng
không tới hạn chế dụ với mua sĩ số dữ lắm. Dạ. Thành ra mình phải đi xa qua bản. Dạ. Tại thích ăn đồ chay á, cho nên canh mỗi tuần thứ bảy chủ nhật vô chùa xin đồ chay, mà giờ chùa vẫn bước cũng không cho vô nữa rồi. Dạ. Không có cho mấy người bán số vô. Dạ. Thích ăn đồ chay hả? Dạ. Đồ mặn mua về cho con ăn chứ tôi ít ăn đồ chay. Y phái đồ chay hơn. Dạ. Mỗi lần ăn đồ mặn cái thấy nó kiểu như nó lỡ lỡ cái miệng sao, còn ăn đồ chay thì nó thấy cái miệng ăn ngon lắm. Dạ. Còn hai bé này thì nhà tự nấu tự ăn. Với nhiều khi phi lại không dám về ngủ nhờ bên mấy bà quen bển nữa. À, mấy người bạn bán vé số hả? Dạ. Thì mấy đứa nhà... Thì sao nhắn về cho mấy bé này chứ ở nhà nó trong? Có điện mượn điện thoại nhờ điện à, mượn điện thoại. Dạ. Tại có ráng mua dành dụm mua cho nó đứa lớn cái điện thoại á. Dạ. Tại nó đi học cần điện thoại. Dạ. Nhiều khi nó làm bài. Dạ. Nhiều khi khuya quá về không nổi rồi ngủ nhờ luôn. Dạ. Mà thì, nhiều khi về không nổi ngủ cũng ở bển nhiều nhiều ngày. Cũng như nay về cái mời ở bển vậy đó. Khi, dạ. Khi có, tại vì dí lại về phi không dám về. Dạ. Đi giấc tối giờ giấc tối vắng vẻ với lớn. Tối quá cũng sợ. Dạ. Nhiều khi đi ngang mấy cái đám mã tối thui cây hai bên cây lậm lạp. Ớn dễ sợ luôn rồi. Dạ. Sợ đủ thứ hết thằng. Sợ người ta giật tiền với số rồi cái mượn nữa không được, không có tiền trả anh ta nữa, không có tiền lấy vé. Phải chi đừng có ngu, đừng nghe lời cái người đó, đừng, không mất tiền thì bây giờ, không mất vàng thì bây giờ đâu có đánh đổ mà phải mượn góp bán với số. Kể cho mấy người mối ai nghe ta cũng mắng ngu, mà ta mắng ngu cũng đúng. Dạ. Cũng như mấy bà kia bà tức giùm á. Đúng rồi. Bà nói trời ơi mày lớn cái đầu mày già đầu mà mày sẽ tin tưởng người ta quá vậy. À, không, trên đời này không có ai thiệt tình như mình, không ai thiệt tình đâu. Ta đi mấy con đó nó canh chập tết này đi lường gạt á, nó lấy danh mấy người mà camera giúp đỡ người nghèo, nó lấy danh mấy người đó đặng nó lường gạt á. Mấy nhỏ lường gạt nó giờ nó khôn lắm, nó lấy danh mấy cái cậu mà cái bà mối bà nói á. Lấy giờ cái người ta thì giúp đỡ thiệt tình, nhưng mà mấy cái người lường gạt người ta lấy danh của mấy người đó. Ở Bình Đại hổng cũng nó trường hợp giống như chị vậy, là nó cũng nói đợi chút em lại rồi nó dụ nó lấy cũng 4-5 hộ ở bản á. Trời ơi là trời. Thường thường tôi hay nghe người ta mấy người lớn tuổi nó nói ăn chung tội liên, mà sao những người đó người ta không nghĩ tới không? Là cũng giống hoàn cảnh như chị vậy, cũng lừa tiền vậy á. Ăn lường ăn đồng tiền xương máu người ta tội lỗi biết bao nhiêu mà nói. Đi bán cái nhìn ta, cái nhìn là mình đỡ thấy tuổi thân. Có người cậu biết không, mua đàng hoàng, còn ta bán có quyền mời mua không quyền mình, đúng cậu vậy mà. Có người thì tội nghiệp mua giùm, còn có người thấy mình tới giống như mình vô xin xỏ hàng cấp đồ của người ta. Dạ. Yeah. Rồi ba hai đứa bé này có về thăm hai đứa bé có phụ chị nuôi không? Không. Từ lúc thôi la là giật tiền suốt luôn á. Anh đi kể người ta là tôi đi vợ tôi đẻ ba bữa lấy tay lấy tôi ba cây vàng. Cái mấy người mua khách mua người ta ngồi người ta cười không, tôi nói trời ơi là khùng. Cái từ đó sao chặn đường tôi giật tiền được không? Cái nhờ công an la can thiệp nó mới không cho giật tiền nữa đó. Mấy người kia nói trời ơi nói dốc mà không cho ai tin tao. Bán cái số này mà làm gì có ba cây vàng, phải chi mà nó nói cô lấy của nó 50 triệu tôi cần tạm tin. Tiền đâu mà có ba cây vàng, cái nó kể mà ông ngồi mà ông cười không. Dạ, yeah. Là anh ở gần đây không? Ở trên vùng găng tên ấp 6 á. Cũng sao? Chung xã mà khác ấp. À, ông bị điếc. Dạ, yeah. Hai bé này có gặp không? Có gặp cha có không? Dạ. Yeah. Không có luôn. Nhỏ lớn rồi nhỏ nhỏ này cũng không gặp luôn. Yeah. Từ ngày thôi là về đây ở là hai đứa này lo đi học còn tôi lo đi bán. Dạ. Yeah. Là thôi là hồi lúc vậy nói mới sanh bé nào, bé nhỏ hả? Đứa nhỏ này nè. Dạ. Sanh là 2 ngày là thôi luôn. Dạ. Yeah. Nó kêu tông nhà thương nó cho người ta mà tôi cản. Dạ. Yeah. Có hai cặp vợ chồng nó còn trẻ mà thấy đứa nhỏ này lúc nó mới sanh là nó giống như con lai vậy đó. Dạ. Yeah. Tấn tươi mà tóc vàng nó giống như con lai à. Dạ. Yeah. Có người còn nói trời bộ mày lấy Mỹ hay mày sanh con đẹp chứ rồi. Yeah. Hai người trực tiếp chở 2 ngày, nó hứa cho rồi. Cái người đó người ta mới canh người ta đợi.
cái ai cũng khuyên trời mày cho con đẻ ra cho ha. Cái tôi nói tôi no cản mà không được. Dạ. Ông nói không hả, không nghe là ông quýnh. Cái nhờ người này kia can thiệp nó mới giữ lại đứa nhỏ này. Dạ. Với lại cũng muốn, trong bụng muốn giữ hai đứa này, đằng sau mình có già nằm chỗ có hai đứa nó cơm nước. Dạ, với hai nữa có chị có em chứ. Dạ. Có một mình. Giờ hai đứa con ráng học rồi, ráng nửa lớn rồi lo lại cho mẹ. Với nhà nhớ để ý mẹ để nhiều khi làm bậy bạ giống bữa hổm nữa. Bữa hổm có lấy cọng dây tính ra cổ rồi, cái mà bà mối bà nói mày về mày lấy mày đốt đi chứ để không nên cái lấy. Dạ. Đốt rồi. Dạ, đừng có nghĩ nó lên chị. Dạ. Chuyện qua rồi thôi, cũng như đừng có suy nghĩ tới nữa. Rồi đi bán suốt ngày vậy, không có bữa nào mà nghỉ ngơi gì hết. Dạ không. Cái lại kể có bữa buồn rớt nó mắc kể bà mối bà nói, dì biết không sao cố con khổ quá, chắc con chết quá. Bà nói sao mày ngu vậy, chết thì hại đứa con mãi lo. Cái nói sao hoàn cảnh người ta thấy ham hoàn cảnh mình sao thấy. Chắc kiếp trước con ở ở ác lắm hay cô. Bà nói mày nó bậy quá, sao biết được kiếp trước. Dạ. Thì chị bị hôm bị hổ thâm là cái đầu cũng bị lâu lâu cũng bị nhức hả? Dạ lâu lâu bị. Là hồi đó là bị ông xã hồi ông đó, ông quýnh bị hả? Ông chồng mỗi lần đánh là lấy khúc củi quýnh vô đâu không à? Củi. Dạ. Củi mà củi tre là củi nhãn, củi tơ me rồi đó, chẻ là phơi đó, củi. Dạ. Cây á. Cái lấy vú vô đầu không à, giờ lâu lâu cái đầu nó bị nhức. Dạ. Cho nên á vừa phải uống thuốc liền liền. Là sáng nhức còn cử mới uống vô mà chiều nay mới mua tiếp. Dạ. Đây là giấy khen của bé Nguyễn Thị Nên nè các bạn. Bé học rất là giỏi ha. Này là năm lớp 10 nè. Này cũng năm lớp 10. Đây là lớp 11. Bé là học sinh giỏi. Này học sinh giỏi luôn. Hôm nay là của Nguyễn Thị Cẩm Hường. Này là lớp 2. Năm 2019, năm 2020. Gì ấy? Đây Nguyễn Thị Cẩm Hường luôn. Này học sinh giỏi. Chị, hôm nay em qua thì có chú thím ba ở bên bang Arizona bên Mỹ á. Yeah. Gửi tặng cho chị 1 triệu trước ha. Yeah. Thì Vũ em cũng nhờ là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gần xa thì cũng giúp đỡ phụ lo tiền học. Dạ. Cho chị cũng, kiểm tiền lại em chị. Dạ cũng cảm ơn chú thím ba rất nhiều, cũng có tiền bù vô đi lấy vé rồi đi bán nuôi con. Dạ. Dạ cảm ơn rất nhiều. Dạ. Dạ lời đầu tiên thì con cảm ơn chú thím ba vì đã giúp đỡ gia đình con với số tiền đó. Thứ hai là con hy vọng là chương trình này, sự giúp đỡ của mọi người sẽ được lan rộng nhiều hơn đối với những người khó khăn đang còn ngoài xã hội. Dạ cuộc sống cũng khổ, được với được cộng đồng mạng và mấy cô mấy dì giúp đỡ rất mừng, với có ước nguyện là sau này hai đứa con gái sẽ học tới nơi tới chốn, vẫn có ước nguyện có số tiền để lo cho hai đứa nó thôi. Dạ rồi. Để nó học tập cho được tốt hơn, với lại nó sau này có tương lai, với lại hy vọng sau này đừng khổ giống như mẹ nó. Dạ. Rồi chị cho em đi xuống nhà chị chút xíu coi. Dạ. Đây là giường, đây là chỗ này bé nào ở đây? Dạ. Ba mẹ con ngủ chung đây nè. Ba mẹ con ở đây. Dạ. Dạ.
Còn cái phòng đây là phòng ngủ hả? Cái phòng đó nó chứa sách vở với đồ đạc đâu á. À. Ngày nào cũng dọn dẹp mà ngày dọn trong này không có, đi bán. Không có đèn hả con? Dạ có cái đèn đó là đèn nhà sao chiếu vô đây luôn hả chú? Ờ vậy thì sao con thấy rõ được? Còn cái đèn sao thì nó mới bứt mấy ngày trước ơi sao xa quá rồi. Thì sao con thấy được? Dạ kiểu là được chứ. Được hả? Dạ. Bóng nhỏ quá mà. Dạ. Còn ở sao có cái bóng mà mới bứt hai ba ngày. Bóng nhỏ quá chứ? Nhỏ không có thấy rõ đâu. Dạ. Để lần sau có dịp qua mua cái bóng bự cho. Dạ. Đây là chỗ nấu ăn ha. Dạ. Sợ nó không có rõ rồi học nó bị hư con mắt. Đây là đất mình tới đâu? Dạ. Tới mí cái đống rác á, dọn lần đốt mà chưa đốt á. Dạ. Còn đây là nhà vệ sinh đó hả? Dạ, nhà vệ sinh nó cũng bể hết trơn à. Bể mấy vòng vòng đây nè. À, này cũng làm lâu quá rồi hả chị? Dạ. Cũng như mắt đi bán á, thì ngày dọn dẹp một chút. Tại vì nếu mà dọn dẹp suốt á thì lấy vé không kịp. Dạ. À, nó bị lúng rồi. Dạ. Con chào dì ba. À, dì ba cũng ở xóm đây với chị Nga hả dì ba? Ở cùng xóm á. Dạ. À. Thì chị Nga ở đây cũng hoàn cảnh khó khăn hả dì ba ha? Hoàn cảnh khó khăn lắm, nuôi dạ. Hai đứa con mà một đứa là đi học lớp 12 rồi năm tới này lên thành phố mà ở đây lâu lâu á cũng có là người ta tài trợ mà điều ít vậy thôi, không có được nhiều. Rồi hai đứa hôm Tết á mới không biết ai đó dụ dỗ bả lấy là bao nhiêu tiền dành dụm để cho con đi học á bả, ta về ta dụ ta lấy hết trơn, là người ta nói để rồi người ta dẫn đi lại chỗ làm từ thiện mà ai già họ đi đường họ dụ họ lấy hết của bả. Rồi bả đi về trên nhà bả mới cắt mạch máu bả chảy rồi ở gần đó người ta sợ quá rồi người ta mới báo với chính quyền ở đây nhận lợi can thiệp rồi đợi rầy bả rồi bả im cái nhà tình thương đang ở trển là ông chồng tôi là xin được cắt rồi làm cho được cái cầu tiêu cũng đơn giản thôi để rồi nó tiêu tiểu rỗng cho nó sạch sẽ chứ để nó đi ở ngoài nó dơ lắm. Ở đây rất là khó khăn, bán vé số mà lo cho con đi học mà có nhà tài trợ lâu lâu người ta cũng cho chút xỉu thôi, 1 triệu bao nhiêu vậy thôi chứ không có được nhiều. Thành ra là mấy ông địa phương đây cũng nói nhiều nhà tài trợ để rồi giúp cho nó cho nó được học tới lớp 12 rồi nó lên thành phố nó học điều dưỡng hay gì không á. Học là nhà bên là mẫu dạy mẫu giáo đồ đó ăn về cho sau này nó có khôn khéo để bả già rồi để nó lo cho bả. Ở đây người ta cũng hy vọng vậy đó mà nhờ nhiều nhà tài trợ chứ còn ít quá giúp không có nổi cho gia đình bả. Là người chồng á thôi rồi thì có phụ giúp nuôi gì không? Không gì? Không nuôi. Không nuôi luôn. Không nuôi luôn. Dạ. À, chồng là vậy chứ không có nuôi. Chị ở đây thì tôi chứng nhận cho cái bà này là rất là khó khăn, là con ăn học là bán vé số không có đủ xài thì giờ nhờ mạnh thường quân để giúp đỡ cho bà, đặng bà có cái nguồn đặng bà để bà nuôi con bà đi học chứ giờ nó học thì đây thì được rồi lên thành phố chi phí rất là cao, nhờ mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình bà Nga. Dạ rồi, con cảm ơn dì nhiều nha. À. Dạ.
Giờ Vũ về, Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ thay mặt cho chị Nga cảm ơn chú Thím Ba rất là nhiều. Vũ cũng nhờ là cô chú, anh chị, mạnh thường quân gần xa trong nước và ngoài nước là xem xét giúp đỡ giùm cho gia đình của chị Nga. Rồi em về, em chào chị, em về dạ, nha. Em rất là đợi, con rất là đội ơn chú Ba, chú Thím Ba rất nhiều ạ. Dạ. Rồi Vũ xin chào tạm biệt cô chú, anh chị và các bạn nha. Vũ hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn vào cái video mới tiếp theo. Rồi chú chào hai con nha.